tất cả vũ trụ đều chấp thuận. Và Thượng Đế ban lực lượng cho một vị Phật để cứu vô số linh hồn. Đức Phật Đại Minh Sư không chỉ là danh hiệu suông. Năm phần cuối, chúng ta đã nói về y bát kế thừa hay các danh hiệu Phật khác nhau. Không phải danh hiệu khiến mình trở thành Phật này, Phật nọ. Mỗi vị Phật có một sứ mệnh khác nhau để thực hiện trên địa cầu này nếu Ngài xuống đây. Nếu đó là thiên ý mà các Ngài giáng trần, bởi vì các Ngài cũng phải được phép xuống đây và ở lại địa cầu này trong bao lâu. Còn tùy vào kế hoạch lớn của vũ trụ. Nên thời điểm này chính là thời của Đức Phật Di Lặc. Và tôi rất miễn cưỡng tiết lộ điều đó, bởi vì đó là một địa vị rất đặc biệt, một tình cảnh rất đặc biệt. Và tôi cũng hơi sợ khi phải nói sự thật với quý vị. Bởi vì quý vị biết trên địa cầu này như thế nào rồi. Cho dù mình chỉ là một tu sĩ bình thường, họ đã tìm cách giết mình qua Internet bằng đủ loại gươm giáo hàng lời, gian thương, đủ thứ. Còn sống đã có rồi, nói chi tới việc thành Phật và để cho đại chúng biết đến. Bởi vì con người có thể quá sợ hãi khi nghe điều đó, hoặc cũng có thể kỳ vọng quá nhiều. Bất kể nghiệp của họ là gì, họ cứ nghĩ rằng Đức Phật có thể làm mọi điều cho họ, bất cứ điều gì họ muốn. Nhưng bản thân họ lại không muốn làm bất cứ điều gì Đức Phật muốn họ làm. Không phải Đức Phật muốn bất cứ điều gì từ họ, chỉ là Ngài muốn họ được khỏe mạnh, hạnh phúc, an toàn hơn trong đời, an lạc và khai ngộ hơn. Nhưng rất khó khăn. Thấy không? Đức Phật đã thành Phật, mặc dù Ngài đã là Phật từ bao giờ rồi. Và trong kiếp đó, Ngài đã thành Phật, nhưng dòng tộc của Ngài vẫn bị tiêu diệt, bị sát hại một cách tàn bạo. Trời ơi, ông vua đó quả thật tàn bạo. Đó là một chuyện dài, tôi không muốn kể trong bài nói chuyện này, quý vị biết đại khái thôi. Chuyện dài lắm, rất dài. Có lẽ vào lúc khác tôi sẽ đọc cho quý vị nghe, hoặc quý vị tìm trong cuốn sách nào đó, hoặc mua cuốn truyện Phật giáo gồm có truyện đó. Ngày nay đọc truyện và sách rất dễ dàng, nên tôi không thường xuyên đọc cho quý vị nghe nữa. Tôi chỉ kể một số kinh nghiệm thực tế và một số ý tưởng thiết thực hơn để quý vị tồn tại, sống tốt hơn trên thế giới này, hoặc để chuẩn bị trong trường hợp phải ra đi. Năm nay, năm sau và năm 2026 là những năm tối quan trọng, nên tất cả quý vị phải chuẩn bị. Địa cầu này có thể vẫn còn đây. Một số người và người thân động vật có thể vẫn còn đây. Nhưng có lẽ vô số người thế gian quý vị sẽ không còn đây. Tôi không thể nói với tất cả quý vị từng người một và liệt kê kiểu như. Được rồi, quý vị sẽ ra đi khi địa cầu bị hủy hoại, hoặc bị tàn phá, hoặc thảm họa xảy ra ở quy mô đến mức không còn nhiều người sống sót. Tôi không thể lập danh sách cho quý vị và nói như vậy quý vị sẽ sống rồi, quý vị sẽ không sống. Vậy xin hãy chuẩn bị, hãy quên đi những điều nhỏ nhặt tầm thường, vụn vặt. Dù quý vị là ai, hãy chuẩn bị trong trường hợp địa cầu thậm chí hoàn toàn biến mất hay không thể ở được. Nhìn hiện trạng thật sự vô cùng mờ mịt. Tôi thấy cũng rất ít hy vọng. Nhưng chúng ta vẫn hãy hy vọng. Quý vị phải cầu nguyện Thượng Đế. Quý vị phải cầu nguyện với tất cả các vị minh sư để giúp quý vị, bảo vệ quý vị. Trên hết, phải nỗ lực để thay đổi đời sống của mình theo một chuẩn mực đạo đức phù hợp. Chỉ sám hối, ăn thuần chay, tán thán và cảm tạ Thượng Đế toàn năng. Và những ai là đệ tử của tôi, hãy buông bỏ hết đi, làm bất cứ gì phải làm thôi. Và thời gian còn lại hãy thiền, sám hối, tán thán Thượng Đế, cầu xin tha thứ cho bất cứ gì mà quý vị thậm chí không thể nhớ mình đã làm trong kiếp này hoặc kiếp trước mà vẫn còn liên quan đến kiếp này và nhiều kiếp khác nữa. Và lúc tâm ấn, tôi đã nói với quý vị rằng tâm ấn vào Pháp Môn Quán Âm dưới sự bảo hộ của tôi
với ân điển của Thượng Đế sẽ tiêu trừ rất nhiều, nghiệp quá khứ và cả một số nghiệp hiện tại nữa. Nhưng nếu tiêu trừ tất cả nghiệp thì quý vị không thể sống nữa. Mọi người đều phải có một số nghiệp để sống trên thế giới này. Ngoài trừ Minh Sư thật không có nghiệp nào, vì Ngài lập tức gánh nghiệp của những người trên thế giới này rồi, vào thời điểm Ngài sinh ra hoặc trước đó. Chúng ta đã nói về Ngài Văn Thù Sư Lợi đã vào phạm thân này của tôi khi bé mới được sinh ra. Tuy nhiên, Ngài không ở trong bụng mẹ. Khi bé chào đời, Ngài Văn Thù Sư Lợi đã ở đó. Linh thể của tôi cũng ở đó, nhưng chỉ đi giám sát, chưa đi vào thân thể. Đó là cách được an bài. Hai ngày sau đó, và thân thể vẫn còn hoạt động với đó, nội tạng và mọi thứ, nên thân thể vẫn ổn. Phật Văn Thù Sư Lợi, bản thân tôi và nhiều vị Phật khác cũng gia trì thân thể này, đảm bảo thân thể này có nhiều hơn những gì thân thể khác cần. Để sau khi phàm thân đó lớn lên, vẫn còn có nhiều phẩm chất bổ sung khác từ chư Phật khác, như Ngài Văn Thù Sư Lợi chẳng hạn, cung cấp cho các tế bào phàm thân, tâm trí và tinh thần có thêm trí huệ. Bởi vì mỗi vị Phật có điều gì đó đặc biệt, không phải Phật nào cũng giống Phật nào. Một số vị Phật có nhiều lực lượng hơn các vị Phật khác. Tôi nhìn lại và giờ đây có thể thấy linh ảnh tuyệt đẹp kỳ diệu của 64.862 vị Phật và 19.722 vị Bồ Tát, cộng với vô số chúng sinh thiên đàng, chư thiên và các quỷ thần thiện lành, vân vân, để ban phước và hoặc hỗ trợ. Thật là một sự thể hiện tình thương hiếm có. Các đệ tử Quán Âm ngày nay vẫn có thể thấy các ngài đến trong một kỳ biểu quan với tôi, hoặc khi họ cần sự hỗ trợ lớn hơn vì một lý do đặc biệt nào đó. Và ngày thứ hai thiền thất đó là ngày lễ cha sư phụ chơi đàn mandala. Mandolin, dạ, dạ đúng. Khi sư phụ chơi đàn mandolin thì tần số chấn động khác với khi ngài hát, nó tương tự như những gợn sóng tròn trên mặt hồ với bảy màu sắc và rồi chín màu sắc. Một lần nữa vũ trụ chấn động, cả bầu trời tràn đầy chư Phật Bồ Tát, chư thiên và đồng tử. Họ chắp tay và cùng nhau ca hát. Cả hai bên ánh sáng thiên đàng nội tại rơi rất nhiều mưa. Hóa ra đó là những bông hoa bằng ánh sáng. Cả đạo tràng chúng ta thấm đượm bảy loại hương hoa đó. Con không thể miêu tả bằng ngôn ngữ. Ta hiểu. Hôm đó con cảm thấy như mình đang xuất thần. Con không thể điều khiển chân mình. Khi sự kiện đó kết thúc, nhiều đồng tu đi cùng với con thấy rằng chư Phật Bồ Tát không muốn rời đi và tiếp tục gia trì cho chúng con. Và tất nhiên, thỉnh thoảng, họ vẫn quay lại thăm tôi. Và có nhiều vị nữa đến ở các khu vực khác nhau, từ các nhóm khác nhau, trong suốt hai ngày đầu tiên đó. Và cha tôi nói rằng, tất nhiên, ông không nhìn thấy tất cả các vị Phật đó. Ông không nhìn thấy. Ông chỉ thấy ánh sáng trong hai ngày. Và vào cuối ngày thứ hai với mẹ tôi, cả hai đều nhìn thấy ánh sáng thiên đàng tại trong nhà. Và họ nghĩ rằng ngôi nhà sáng đèn. Nhưng lúc đó đèn chưa bật, vì trời vẫn chưa tối lắm. Họ có thể nhìn thấy ánh sáng thiên đàng tại. Và cha tôi nói rằng, họ tự hỏi, họ nói với nhau rằng đứa bé sao mà kỳ lạ quá. Sinh ra đã hai ngày nay rồi, và suốt hai ngày, từ ngày đầu đến ngày thứ hai, mắt đứa bé cứ mở to, không khóc gì cả, không tạo bất kỳ âm thanh nào, hay không có tỏ ra cái gì khó chịu, rắc rối hay bất cứ gì hết. Họ nói rằng, đôi mắt luôn mở và rất vui. Đức Phật A-di-đà là người được tôn kính và tin cậy nhất trong Phật giáo, bởi vì ánh sáng của Đức Phật ấy chiếu sáng khắp vũ trụ.
Nó cũng đang chiếu sáng vào thế giới chúng ta. Có điều không nhiều người có thể nhận ra nó. Vấn đề là thế, bởi vì tất cả chúng ta đều bị điếc, mù, câm. Con người là như vậy. Đó là cách ma kiểm soát linh hồn đời đời kiếp kiếp. Càng sống ở thế giới vật chất, quý vị càng mù, điếc, câm nếu không tu hành chút nào ngoài việc làm người. Vì vậy, khi được sinh ra lần nữa, ma sẽ lại lừa gạt và lôi kéo quý vị vào một số cạm bẫy khác và các tình huống khác. Rồi quý vị dường như không khá hơn nếu quý vị không có niềm tin, công đức, đức hạnh hay sự gia trị nào từ bất kỳ minh sư nào thì khó cho quý vị có thể khá hơn. Đó mới là vấn đề. Thành ra con người cứ tái sinh hết lần này đến lần khác, thậm chí có khi bị thoái bộ xuống thành thân phận thú vật. Nhưng phần lớn nó phải như tiến bộ lên, nhưng sẽ không tiến bộ nếu trong đời này quý vị không nghe lời dạy nào, ngay cả của các minh sư quá khứ, để kiểm soát bản thân, đặt mình vào trạng thái cảnh giác của tâm trí và tối thiểu là làm những điều tốt, giữ cho tiêu chuẩn đạo đức tồn tại. Mỗi ngày quý vị phải cảnh giác. Sống ở thế giới này cũng như sống trong những kẻ thù, có luật rất nghiêm khắc áp dụng cho quý vị dù mình không phải là công dân của thế giới này. Nên ví dụ quý vị là Bồ Tát hay Phật giáng sanh, quý vị cũng sẽ chịu khổ, nhất là nếu quý vị can thiệp vào nghiệp chướng của người khác, của chúng sinh khác trên địa cầu này. Nếu quý vị cố gắng giúp đỡ họ bằng bất kỳ cách nào cũng không tốt lắm. Vì vậy nhiều người đi ẩn, họ rút lên núi cao hoặc rừng rậm, sống ở đó, thường thì hoặc đọc kinh điển một mình, học một mình, hoặc bằng kinh sách, hoặc sau này, ở trình độ cao hơn, họ có thông trực tiếp với những đấng thiên thượng, hoặc những minh sư thân thiên và học với các ngài. Mặc dù họ không thích hòa nhập với con người, nhưng có lẽ đôi khi họ cũng hòa nhập chỉ để trải nghiệm của kiếp trước hay gì đó, hoặc nó phải như là một quá trình. Vì vậy đôi khi họ ở trên núi, họ tu hành có lẽ trong rất nhiều nhiều năm, rồi thỉnh thoảng họ xuống núi vài năm, còn một năm hay là vài tháng, còn tùy. Họ chỉ đi xuống và quay trở lên. Nếu tu hành như vậy, quý vị thậm chí không phải lo lắng về nghiệp chướng hay bất cứ gì, tại vì trong loại thiền đó, loại tu hành đó, quý vị không được phép can thiệp vào nghiệp chướng của bất kỳ chúng sinh nào trên địa cầu này, không chút nào hết, ngay cả nghiệp của một con sâu, nghiệp nhỏ cũng không. Quý vị thậm chí không cho người thân chim ăn, quý vị không làm gì cả, không thương yêu, không thể hiện tình cảm hay lo lắng cho bất cứ ai hết. Quý vị chỉ lo cho chính mình và kết nối với các cõi thiên đàng bên trong khi quý vị thiền định hoặc sống một mình trong nỗ lực tu hành của mình. Quý vị có thể ở với hai ba người, có lẽ với sư phụ mình và một vài anh chị em đồng tu khác, cùng nhau thiền, ăn uống đơn giản, và có khi quý vị tu hành tốt mà không ăn nữa. Quý vị không cần, đại khái vậy, có thể được. Sau đó quý vị sẽ có thêm lực lượng, ít nhất là vậy. Và thậm chí không cần phải chết, hoặc có lẽ quý vị có thể sống vô cùng lâu, giống như trong vài truyền thuyết. Quý vị đã được kể một số câu chuyện rằng người này người kia sống mãi mãi, hoặc sống hàng trăm năm. Còn thời nay, nếu ai đó có thể sống hơn 100 tuổi, người ta đang mừng rồi. Báo chí đến, truyền hình, quay clip này kia. Ngày xưa, con người sống rất lâu, lâu lắm, vài nghìn năm. Đó là chuyện bình thường. Bây giờ một số người vẫn tu hành phương pháp như thế. Pháp môn Quán Âm là tốt cho quý vị, tốt nhất. Tại vì chúng ta không có nhiều thời gian trong đời sống bận rộn để nghiên cứu một pháp môn như vậy. Đức Phật đã nghiên cứu cách tu hành như vậy, một trong những cách tu hành đó. Thành ra, Đức Phật nói với Anan rằng Ngài có thể sống mãi mãi để nhất vài ngàn năm với thân thể còn nguyên vẹn. Hay Ngài Babaji ở trên Mũi Lạp Sơn, Ngài cũng sống bao nhiêu trăm năm nay rồi.
và một trong những minh sư của tôi. Tôi sống 402 năm, ngài không còn nữa, lúc đó đã 400 mấy năm rồi. Một số có thể sống hàng trăm năm, một số không muốn sống lâu hơn. Tôi thật sự không muốn sống lâu hơn. Nếu cần phải sống lâu, tôi sẽ sống, nhưng tôi thật sự, nhiều khi có những ngày tôi chỉ muốn về nhà. Tại vì nhiều khi quá sức chịu đựng đối với phàm thân và tâm trí này, thật sự là vậy. Không phải tôi không thương quý vị, mà thế giới này đối với tôi không có nhiều hấp dẫn. Ví dụ tôi có thể sống lâu, rất lâu, hàng trăm hay hàng nghìn năm, trong trường hợp đó, nếu có thể, nếu tôi chọn sống lâu, thì có lẽ cũng chỉ vì tình thương mà thôi. Và chỉ khi Thượng Đế muốn tôi sống lâu, nếu không, tôi chỉ muốn có một đời sống của người bình thường, rồi về nhà. Đừng trách tôi. Nếu có thể sống lâu mà không lo lắng về bất cứ điều gì thì tốt biết bao. Nhưng trong thế giới vật chất này, có rất nhiều điều khiến mình phải lo lắng. Chiến tranh, đại dịch, và những người hung ác, con người, loài người của chính quý vị. Nếu họ tình cờ phát hiện ra rằng quý vị đặc biệt, ôi thôi, họ sẽ không tiếc công sức để quấy nhiễu quý bán quý vị. Mặc dù quý vị thậm chí không biết họ, chưa bao giờ biết họ và chưa bao giờ làm điều gì sai trái với họ, họ sẽ theo dõi quý vị, tìm ra quý vị và gây rắc rối cho quý vị không ngừng, chụp mũ hoặc đánh đập hoặc hạ độc quý vị, đủ thứ chuyện. Milarepa có rất ít đệ tử vì ngài nghe lời sư phụ của ngài. Sư phụ của ngài nói với ngài, con cứ lên núi đi, thiền một mình, đừng bận tâm đến con người. Vì đa số họ chỉ ham muốn những thứ vật chất. Họ chỉ cầu xin con ban phước cho họ vì những thứ đó, những thứ trần tục, làm lãng phí thời giờ và sức lực của con. Đừng bận tâm đến họ. Vì vậy, phần lớn thời gian Milarepa chỉ ở trên núi. Dù ngài không có gì để ăn, ngài chỉ ăn cây tầm ma, tôi nghĩ vậy. Loại có nhiều gai. Nếu đụng vào sẽ ngứa da. Nó có thể rất khó chịu. Muốn ăn thứ đó, thì phải dùng bao tay hay vật gì đó để cầm. Sau khi luộc, sẽ ăn được. Tôi nghĩ đó là một trong những loại rau bổ dưỡng nhất mà quý vị có thể có được. Thậm chí có lẽ là loại tốt nhất. Một trong những loại tốt nhất, đầy đủ dinh dưỡng. Nên dù quý vị chỉ ăn thứ đó, quý vị vẫn sống sót. Giống như Milarepa đã làm. Và ngài trở nên xanh lè vì ngài cứ ăn như vậy thôi. Và lông trên người của ngài cũng bị nhuộm thành màu xanh lá cây. Nên có người hỏi ngài có biết ngài là người hay là ma quỷ không? Nhưng tôi không khuyên quý vị chỉ ăn như vậy. Ở trên hình ảnh Lạp Sơn, nơi Milarepa ở, thời tiết hầu như rất lạnh và không có nhiều lá rào ở chỗ của ngài trong một hang động trên núi cao. Hồi ở hình ảnh Lạp Sơn, tôi cũng phải tìm kiếm một số rau dại, mấy loại nhỏ nhỏ mọc trên núi, nhưng ở đó cũng không có nhiều. Và ở một số nơi, mình chỉ ăn sống vì không nấu chín được. Không khí rất loãng. Khi cố gắng nấu, nó lâu như vô tận. Nói dường như không muốn ấm lên. Phải tìm được củi tốt, thật khô. Nếu không, nó sẽ chẳng ấm được bao nhiêu. Và nấu hoài chẳng chín. Tôi thì lại không có nồi hay chảo tốt hoặc bất cứ gì tương tự. Tôi có kể rồi, tôi chỉ có một cái đĩa nhỏ, giống như khuôn làm bánh sinh nhật, bánh bông lan. Loại đĩa đó sẽ có cái thành đĩa, rồi có thể dùng nó để nướng chapati, và cũng có thể nấu nước để uống. Tôi cũng có một cái ly nhỏ, rất nhỏ. Và sau này tôi đã buông bỏ tất cả. Tôi bán chúng đi vì không mang theo nổi quá lâu lên Hy Mã Lạp Sơn. Đó là tất cả những gì tôi có. Nhưng tôi hạnh phúc hơn bây giờ. Lúc đó, tôi chưa thấy nhiều đau khổ trên thế giới. Ngoài trừ khi ở Hy Mã Lạp Sơn, tôi thấy những người lao động phải cõng người ta. Một số người lớn tuổi hoặc một số người giàu không muốn đi bộ hoặc sợ đi bộ. Và họ phải cõng những người này lên những ngọn núi cao.
có bằng đá ở dưới chân họ, và đôi khi họ trượt chân. Điều đó thật khủng khiếp. Giày của họ đều hơi nát, họ không có giày thể thao tốt như chúng ta có để leo núi. Và cho dù có giày thể thao như tôi, thì sau một lúc chúng cũng bị ướt hết, chân tôi sưng phồng, ướt lạnh. Mỗi ngày, nếu đi bộ trên hiên đá lạp sơn, tôi biết trước nó sẽ như vậy vì mình đi bộ trong tuyết. Tuyết vẫn còn đó, một chút tuyết, nhưng không dày lắm vì quân đội đã ủi sạch tuyết đi rồi. Tuy nhiên, tuyết mới vẫn rơi và mưa lắp phát. Và ở một số nơi, vẫn còn tuyết và băng đá, nên nước từ tuyết sẽ tan chảy vào chân mình, làm ướt, và mình không thể cứ dừng lại ở đó để thay giày. Tôi không có đôi giày nào khác. Tôi may mắn hơn những người lao động đó. Mấy người lao động chỉ đi giày nhựa, và tất cả đều hư nát. Ôi, lòng tôi, chỉ lúc đó lòng tôi mới cảm thấy đau đớn vô cùng. Ngoài điều đó ra, không có gì trên Hy Mã Lạp Sơn mà khiến mình cảm thấy đau khổ nơi mình đi xung quanh hoặc trong một đạo tràng nào đó. Mình không thấy đau khổ nhiều trên Hy Mã Lạp Sơn. Đi tới đâu hầu như cũng cảm giác rất tâm linh, ngay cả những người sống ở đó cũng rất có đạo tâm. Ít ra họ tin nơi Thượng Đế, và họ cầu nguyện hoặc lần tràng hàng, và sống như ở Rishikesh, ở đó chỉ có người ăn chay. Tôi cũng không thấy trứng, nên những người ăn chay này có lẽ chỉ có sữa, sữa tươi, họ vắt sữa hay đàn bò bằng tay. Có lẽ ở thành phố lớn hoặc nơi xa xôi nào đó, họ sẽ có một xí nghiệp nuôi người đàn bò hay gì đó. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cái nào, chỉ thấy người đàn bò đi lại rất thong dong, tự tại, trên đường phố ở bất cứ đâu. Và nếu họ đang ở giữa đường, ôi, tội nghiệp những chiếc xe, tất cả phải dừng lại tới khi người đàn bò đứng dậy hoặc ai đó sẽ tìm cách đỡ họ dậy để họ bước đi. Đó là cách tôi nhìn thấy những người đàn bò ở Ấn Độ. Thành ra khi ở Ấn Độ, tôi nghĩ người ta uống sữa thì không sao. Tôi không có nhiều tiền để mua sữa, nhưng thỉnh thoảng nếu người ta pha trà sữa rồi, thì tôi cũng uống một chút, vì lúc đó tôi không cảm thấy tội lỗi gì cả. Tôi không biết nhiều về xí nghiệp chăn nuôi người thân bò, mà tra tấn họ quá nhiều, móc họ vào đủ thứ máy móc và ép sữa ra ngoài, làm cho họ có thai, để có sữa hoài hoài cho tới khi ruột và dạ dày của họ lòi ra ngoài, và họ thậm chí không thể đi lại được nữa. Con người chúng ta có thể tàn nhẫn đến mức nào? Xin hãy suy nghĩ về điều đó và tránh xa thịt người thân động vật. Tránh khỏi sát sanh, sát sanh những người vô tội như người thân bò. Họ thật hiền lành, dễ thương, họ to lớn, họ thậm chí có thể giết quý vị ngay lập tức, nhưng họ không bao giờ làm điều đó. Vậy thì tại sao chúng ta lại kém cao thượng và kém hiền lành hơn người thân bò, vốn có tất cả sức mạnh, nhưng không bao giờ dùng để làm hại? Còn chúng ta không có sức lực và to lớn như người thân bò hay người thân voi, nhưng chúng ta cố gắng suốt ngày, suốt đêm, nghĩ cách để giết những người thân thú vô tội này, để lấy ngà của họ, da của họ, hoặc thịt của họ, rồi ăn. Thậm chí có người còn ăn sống, máu nhiễu trong miệng vậy đó. Chúng ta là ai mà như thế? Hãy nghĩ đến bản ngã cao quý của mình. Quý vị là con cái của Thượng Đế, quý vị có Phật Thánh bên trong. Quý vị là một vị Phật tương lai. Hãy hành động như một vị Phật. Đừng cầu nguyện với thiên đàng nếu quý vị không dám thiên đàng. Xin hãy có gì đó để chứng minh rằng quý vị xứng đáng được nghe bởi bất kỳ thiên nhân nào. Chúng ta làm đủ điều khủng khiếp với cá nhân và đi đến nhà thờ, bỏ vài đô la vào hộp, hoặc đi chùa, mang cho Đức Phật một ít táo rồi mang về nhà để ăn. Sau đó chúng ta về nhà, chúng ta giết hoặc nghĩ cách giết hoặc ăn thịt đã bị sát hại, thì làm sao chúng ta nghĩ mình xứng đáng để thậm chí cầu nguyện trong ngôi đền linh thiêng đó? Và làm sao chúng ta xứng đáng để được lắng nghe? Vì vậy, hãy kiểm thảo chính mình, lo lắng về chính mình, nghĩ về chính mình, làm sao để cải thiện chính mình, làm sao để nhìn vào gương và thấy, à, phải, tôi xứng đáng sống như một con người, có một cuộc sống tốt. Quý vị chỉ cần kiểm tra chính mình, làm ơn đừng kiểm tra người khác. Ước gì tôi không phải nói về ai cả, trừ khi Thượng Đế bảo tôi làm vậy.
Dù vậy tôi cũng miễn cưỡng. Nên tôi đã hỏi đi hỏi lại Thượng Đế. Sau đó tôi hỏi tất cả minh sư trên thiên đàng. Họ đều nói, ồ, Ngài phải làm vậy. Đó là vì lợi ích của tha nhân để cứu giúp người khác. Khi họ đi sai đường đến nỗi, họ có thể đọa vào địa ngục. Chưa kể kiếp này đã tơi tả. Đi theo minh sư giả, ác quỷ đội lốt minh sư. Chúng hút năng lượng tốt của quý vị và cho quý vị năng lượng xấu. Đó là tại sao quý vị gặp xui xẻo, đau bệnh hoặc gia đình đổ vỡ hay phải bán nhà. Tại vì chúng cứ tiếp tục làm quý vị kiệt quệ, không còn khả năng để thậm chí suy nghĩ, chứ chưa nói đến nỗi đau thể xác. Vậy hãy cẩn thận là quý vị theo ai vì lợi ích của chính mình. Quý vị phải khỏe mạnh để chăm sóc gia đình. Và cho dù sống độc thân, quý vị phải tự chăm sóc chính mình để không phải làm phiền xã hội. Bác sĩ, y tá và tất cả những người đó, họ luôn làm việc quá sức rồi, dù chưa có quý vị thêm vào đó. Nên đây là những người đáng thương. Nên nhiều vị Phật đã gia trì phàm thân này với thêm nhiều tình thương thiêng liêng, trí thông minh, trí huệ, IQ, lòng từ bi, nhân ái, sự đồng cảm và nhạy cảm, làm cho phàm thân này cảm thấy rất mẫn cảm, hết sức nhạy cảm. Tôi có thể khóc mỗi ngày, mỗi lần thấy đau khổ nào đó là tôi khóc. Không chỉ nhỏ lệ thôi, mà trái tim bên trong khóc từ tận đáy lòng và rất đau đớn. Đó là một dạng địa ngục, tôi có thể nói với quý vị, không dễ chịu chút nào, không. Và mình bị tước đi mọi thứ. Không chỉ vậy, mình có nhà nhưng không thể ở đó. Có xe mà không thể dùng. Có tài khoản ngân hàng, nhưng họ không để mình lấy tiền ra để dùng. Dù chỉ để làm từ thiện, họ không để mình làm. Họ viện đủ mọi lý do, bất cứ gì mang lại cho mình một chút an ủi và hạnh phúc. Ví dụ như người thân chim, chó của mình, vân vân, bất cứ gì sẽ bị tách rời khỏi mình, bỏ mình trong nỗi buồn phiền, cảm thấy thương cho các thú cưng mà họ thương mình quá nhiều và rất thích được ở bên mình. Bởi vì nếu quý vị thấy, nếu mọi người thấy tất cả nhà sư tranh đấu với nhau vì danh lợi, chẳng hạn như cắn nhau chỉ vì lợi lộc vật chất, để có nhiều tín đồ hơn, chùa chiền đẹp hơn, xe sang trọng hơn, hoặc đồng hồ đắt tiền hơn, ví dụ như thế, và luôn luôn cắn nhau, thì làm sao người ta có thể tin rằng Đức Phật hiện hữu? Nếu mấy người là đệ tử của Đức Phật mà làm điều đó, thì dĩ nhiên người ta thấy khó tin, khó giữ vững niềm tin và tiếp tục đi chùa. Nó ảnh hưởng lẫn nhau. Chứ dù một chùa xấu, họ nghĩ những chùa khác có lẽ cũng tương tự. Một, hai nhà sư xấu, lo nghĩ tất cả các nhà sư dù sao, cũng trong danh sách đáng ngờ. Và nếu những linh mục ở cấp bậc cao, từ Vatican trở xuống, cứ cưỡng hiếp phụ nữ, trẻ em bé và cả đàn ông nữa, thì làm sao? Trong thế giới nhiễu như căng thẳng và đau khổ, người ta có thể tìm sự nương tựa nơi nhà thờ nào, nơi linh mục nào. Một số rời bỏ đạo vì họ không thể tìm thấy thêm sự can đảm hoặc sức mạnh nào để tiếp tục tin vào Thượng Đế hay Chúa Giê-xu nữa. Rồi họ đổ lỗi cho nhau bởi vì những người khác là không tốt và người đó thánh thiện hơn. Không chỉ những nhà sư xấu mới bị kỳ kháng, bị mất thanh danh hoặc bị chà đạp, mà những nhà sư tốt cũng bị. Dù có thánh thiện và thiện lành thì cũng vẫn có nguy cơ, có lý do để bị phỉ báng và hoặc bị giết. Giết nhau bằng cách phỉ báng, chửi bới, nói xấu sau lưng.
hay là thị phi, đủ thứ. Ngày nay thậm chí còn tệ hơn nữa vì họ có Internet, họ có thể nói bất cứ điều gì. Rất khó để cứ chứng minh, theo dõi và cố gắng giải thích cho chính mình. Tôi là một trong những nạn nhân, nên tôi biết rất rõ. Hy vọng là những người có trách nhiệm về mạng sẽ luôn cảnh giác để xóa bỏ khỏi trang mạng những chủ đề bất thiện như ác quỷ, giả vờ là thánh thiện, chiến đấu với đấng chân thật vì chúng muốn gây rối tâm trí của những người vô tội, hoặc những chuyện không phù hợp về thứ phòng the của người lớn, vân vân. Để giúp thế giới chúng ta duy trì từ trường tốt hầu tồn tại, để bảo vệ trẻ em vô tội không có khả năng tự vệ khỏi bị hại từ mọi phía. Như tôi mới phát hiện ra gần đây, thật dễ dàng làm sao để tìm bất cứ gì trên mạng chỉ với một iPhone cũ không có SIM. Họ có thể nói bất cứ điều gì, và mình không biết họ đang nói về ai, mặc dù họ đề cập đến tên mình cứ như thế đó. Nên rất khó khăn, ngay cả cho các tín đồ có đủ can đảm, thời gian, bình tĩnh và bình yên để đi tìm những nhà sư thật sự tốt, linh mục thánh thiện để nương tựa, để tin tưởng, để dẫn dắt họ sống công chính, chưa nói chi tới Niết Bàn, Phật Quốc. Với các tín đồ, thật khó cho họ quyết định linh mục nào thật sự đáng tin cậy. Vì hàng trăm ngàn trẻ em bị lạm dụng tình dục và phụ nữ bị cưỡng hiếp, những cậu bé thiếu niên bị cưỡng hiếp trong nhà thờ và bất cứ nơi nào khác, và ai đó để bảo vệ họ? Làm sao họ có thể chứng minh chuyện đó đã thực sự xảy ra? Vì thế họ không dám, và nhất là trẻ em, họ không dám, họ không biết phải nói gì. Vậy thì làm sao? Làm sao người ta có thể tin tưởng Thượng Đế, chư Phật, chư Thánh Hiền hay các vị minh sư nữa? Đó là một phép lạ. Ai mà còn có thể tin tưởng bất kỳ vị Phật hay vị minh sư nào? Tin tưởng bất kỳ tu sĩ nào để cúng dường, hoặc tin tưởng đi vào bất kỳ chùa nào với sự an toàn, an ổn, tình thương và thiêng liêng, thì đã là một phép lạ rồi. Tại vì nếu quý vị thậm chí nhìn vô những chúng sinh ô uế hay ác quỷ, chúng đã lấy đi nhiều năng lượng tốt từ quý vị. Nếu quý vị không đủ mạnh đối với ảnh hưởng đen tối của chúng, cho nên tôi không trách người ta khi họ không thể tin tôi. Tôi chỉ cảm thấy rất tiếc sẽ có nhiều đau khổ cho họ, tại vì tôi biết địa ngục trông như thế nào. Cho nên xin hãy quay đầu lại, tất cả quý vị làm ơn, thật dễ để ăn thuần chay và sám hối, và phần còn lại tôi sẽ cố gắng giúp quý vị với phước lành của Thượng Đế và tất cả các minh sư đang giúp tôi. Trước khi tôi xuống thế giới này, các ngài đã giúp chăm sóc phàm thân này để tôi có đủ lực lượng được truyền trong tôi, có đủ năng lượng để giúp quý vị. Bất cứ ai thật sự muốn được giúp đỡ, muốn được tha thứ, muốn được lên thiên đàng thay vì xuống địa ngục, hoặc ít ra là quay trở lại làm người nguyên vẹn, có đủ công đức để trang trải cho cả kiếp sống, có đủ phương tiện tài chánh và có tất cả hạnh phúc của một đời người, làm ơn chỉ sám hối. Hãy tuân theo năm giới hoặc 10 điều răn của Thiên Chúa Giáo và các tôn giáo khác. Hãy sám hối. Sám hối với vị sáng lập tôn giáo của vị. Như nếu vị là tín đồ bái hỏa giáo, thì sám hối, cầu nguyện và tán thán vị sáng lập. Nếu là người Hồi giáo thì sám hối, cầu nguyện và tán thán Đức Tiên tri Muhammad, bình an ở cùng Ngài và Đấng Allah. Nếu là tín đồ Thiên Chúa Giáo thì cầu nguyện với Thượng Đế, tán thán tất cả chư thánh, cầu nguyện với Chúa Giêsu và sám hối. Đừng làm những điều sai trái nữa. Hãy biết điều gì tốt để làm. Nếu quý vị không biết điều gì tốt, chỉ cần nhìn vào 10 điều răn của Thiên Chúa Giáo và các tôn giáo khác,
ngũ giới từ Đức Phật. Đừng làm bất cứ điều gì được liệt kê là đừng làm trong đó, như đừng trộm cắp, đừng sát sinh, đừng tà dâm với vợ người khác, đừng cờ bạc, và đừng dùng chất gây sai nghiện như những ma túy bị cấm, những loại ma túy và rượu gây sai khiến quý vị trở nên tệ hơn. Tôi đã thấy một số câu chuyện, trong đó có một cậu trai, sau khi say rượu, cậu về nhà đánh đập cha mẹ cậu một cách khủng khiếp, tàn bạo. Nếu những người láng giềng không có đó, thì cha mẹ cậu đã chết rồi, bởi vì cậu say rượu và mất trí. Đối với tôi, thế giới này đã là địa ngục rồi. Không cần phải tưởng tượng có những địa ngục khác đang chờ đợi quý vị. Nó có thể tồi tệ gấp 10.000 lần thế giới này. Bất cứ gì quý vị nhìn thấy hoặc chịu đau khổ trên thế giới này thì chưa là gì cả so với sau khi chết, so với địa ngục. Nên xin hãy tin tôi. Quý vị không cần phải tán thán tôi hay bất cứ gì. Chỉ cần tán thán vì sáng lập tôn giáo của vị. Hãy tán thán chư Phật, Đức Chúa Giê-xu, tán thán Đức Tiên Tri Mohammed, bình an ở cùng Ngài, tán thán chư Thánh Hiền khác. Chỉ tán thán, sám hối và an thuần chay. Chúng ta sắp gặp nguy hiểm rồi, không còn thời gian để lãng phí nếu quý vị vẫn muốn sống sót. Quý vị chỉ phải làm vậy thôi. Quý vị không cần phải theo tôi, làm bất cứ gì về tôi. Quý vị thậm chí không cần phải tin tôi, không gì hết. Chỉ cần biết rằng những gì tôi nói là tốt cho quý vị, để tán thán, để cảm tạ Thượng Đế, và không làm hại bất kỳ chúng sinh nào khác. Vậy nên quý vị hãy ăn thuần chay, đừng làm hại người thân động vật, thậm chí một cách gián tiếp. Tại vì nếu quý vị ăn họ, thì những người khác phải làm hại họ và giết họ. Xin hãy tránh mọi bạo lực. Chỉ cần tuân theo ngũ giới như lời khuyên của Đức Phật, vậy là đủ tốt rồi, hoặc 10 điều răn. Nếu nó quá nhiều đối với quý vị, thì giữ điểm chính các giới luật quan trọng. Đây, chớ sát sinh, chớ tà dâm, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian dối, chớ tham mưu, hay là tuân theo ngũ giới. 10 điều răn chỉ giải thích thêm một chút thôi, nếu không thì cũng tương tự như ngũ giới của Phật giáo, Kỳ Na giáo, Ấn Độ giáo và Bà Hà giáo. Tất cả minh sư, tất cả các vị sáng lập các tôn giáo lớn đều dạy các đệ tử những điều tương tự. Đây là những điều căn bản, đó là ngũ giới, hãy giữ ngũ giới. Không sát sinh, nghĩa là cũng không ăn gì đó mà người khác phải giết cho quý vị ăn. Bất kể quý vị là ai, chỉ cần giữ mình trong sạch, giữ ngũ giới. Quý vị không cần phải tuyên bố mình là Phật tử hay gì cả. Không vị Phật nào hỏi quý vị điều đó. Không cần, quý vị chỉ cần ở nhà tu học, tín ngưỡng quý vị đã chọn và giữ ngũ giới của Phật giáo, nếu muốn, hoặc Kỳ Na giáo, Ấn Độ giáo, Đạo giáo, Nho giáo, Bà Hai giáo, Hồi giáo, vân vân. Chỉ cần tuân theo giới luật, vậy cũng đủ rồi. Và sống theo các giới luật đó, sám hối vì bất cứ điều gì quý vị đã làm, mà đi ngược lại năm giới hoặc 10 điều răn. Và mỗi ngày hãy thành tâm sám hối. Hãy sám hối cho đến khi biết quý vị thật sự đã sám hối. Hãy tán thán Thượng Đế đã ban cho quý vị tất cả mọi thứ. Bất kể là gì đi nữa, dù tốt hay xấu, mọi việc Thượng Đế an bài, thiên đàng an bài là hoàn hảo, sám hối và đi theo con đường đức hạnh và an thuần chay. Tất cả đều rất đơn giản. Tôi chẳng được lợi ích gì ở đó, làm ơn, không có gì hết. Tôi chỉ có một công ty thuần chay rất nhỏ, hầu như chỉ đủ cho chúng tôi. Những người theo tu học trên khắp thế giới, và nếu muốn mua đồ thuần chay, quý vị không cần phải mua từ chúng tôi. Khắp thế giới đều có đủ các loại thực phẩm thuần chay để ăn, rất ngon. Nó trông giống và có mùi vị tương tự như thịt người thần động vật truyền thống mà quý vị ăn. Đây không phải là truyền thống mà chỉ là thói quen tàn bạo. Và rồi quý vị không ngừng lại để suy nghĩ tại sao. Hãy ngừng lại để suy nghĩ tại sao quý vị ăn thịt những sinh vật sống như thế. Ăn xác chết thật ghê tởm, thật thoái hóa, thật hạ cấp. Thật sự quá thấp so với phẩm giá của quý vị. Xin hãy ăn thuần chay, nuôi dạy con cái từ khi còn nhỏ để trở nên đức hạnh, đạo đức, tôn trọng
cảm tạ Thượng Đế, cảm tạ tất cả chư Thánh, Phật hay Đức Tiên Tri, bất cứ danh hiệu nào quý vị chọn gọi các Ngài không bằng tâm. Các Ngài chỉ muốn giúp quý vị. Nhưng nếu đi theo con đường khác, quý vị rời xa các Ngài không thể giúp quý vị. Các Ngài không thể ép buộc quý vị, giống như bác sĩ không thể ép quý vị uống thuốc nếu quý vị không muốn. Nhưng xin hãy dùng thuốc, ăn thuần chay, sám hối và sống thiện. Chỉ vậy thôi. Ăn chay, sám hối và sống thiện. Quý vị chỉ cần làm vậy thôi. Xin hãy biết rằng tôi thương quý vị rất nhiều. Tôi sẽ làm bất cứ gì để giúp quý vị. Và quý vị không cần phải làm bất cứ gì cho tôi. Chỉ xin hãy có đạo đức, sống thiện, sám hối, ăn thuần chay và sống thiện lành. Xin làm ơn. Xin Thượng Đế ban phước cho chúng con. Xin thương xót. Xin khoan dung với chúng con. Xin thương xót chúng con. Xin tha thứ chúng con. Xin cho chúng con thêm chút thời gian. Xin Ngài. Nếu chúng con không thể theo kịp thì xin Ngài, xin Ngài, xin Ngài. Nếu Ngài phải trừng phạt ai đó, xin hãy trừng phạt con. Bởi vì họ không biết họ đang làm gì. Lạy Thượng Đế, Ngài biết điều đó. Cúi xin Ngài. Con không biết phải làm gì khác. Dù sao chúng con cũng cảm tạ Ngài vì bất cứ gì Ngài ban cho chúng con. Trong đời sống hàng ngày, cá nhân con xin cảm tạ Ngài rất rất nhiều, vô vàng. Con hài lòng với căn phòng của con, với thức ăn đơn giản mà con có. Ngài muốn con ăn gì thì con sẽ ăn đấy. Không phải như con muốn sống khổ hạnh hay bất cứ gì hết, chỉ là con quá bận. Nếu phải nấu một bữa ăn thịnh soạn và lau rửa đủ thứ thì con không thể. Ngài biết điều đó. Con hầu như phải chăm sóc công việc bên trong, nếu không thì công việc bên ngoài sẽ không có tác dụng. Và con phải làm rất nhiều việc cho truyền hình vô thượng sư và cả việc kinh doanh nữa bên trong lẫn bên ngoài. Nên nếu con ăn ít hơn so với Ngài muốn con ăn, xin thứ lỗi cho con. Xin Ngài thông cảm, con chỉ có một mình. Không ai có thể thay thế con trong công việc này. Thế thôi, Ngài biết điều đó. Thành ra, Ngài ra lệnh cho con xuống thế gian này. Và Ngài còn ra lệnh cho con tiết lộ danh tính thật của con, mà con vô cùng miễn cưỡng làm. Và không hề dễ dàng, không cảm thấy an toàn. Trước đây, Ngài cũng bảo con, tự xưng là vô thượng sư, con đã sợ rồi. Con biết cảm giác của mọi người khi nghe danh hiệu đó. Thành ra con không có nhiều đệ tử. Có lẽ vì điều đó, họ nghĩ con kiêu ngạo. Và bây giờ, Ngài bảo con nói với họ rằng con là Phật Di Lặc. Con được biết là Chúa Giê-xu Ki-tô. Ôi trời ơi, Chúa Giê-xu Ki-tô. Ngài biết con cảm thấy do dự thế nào, cũng cảm thấy hầu như sợ hãi. Chỉ vô thượng sư thôi, cũng đã tệ rồi. Con đã đổi thành Suma Thanh Hải, vậy mà họ vẫn gọi con là Suma Thanh Hải vô thượng sư. Sau đó con đã đầu hàng. Và rồi ít ra con cũng được gọi là minh sư. Trên thế giới có rất nhiều minh sư, các loại thầy khác nhau, ngay cả thầy nghề mộc và nhiều thầy chạy lung tung khắp nơi, nên dễ hòa nhập hơn. Và sau khi Ngài ra lệnh cho con tiết lộ danh tính của mình, con không biết liệu con có dám đi ra ngoài đường phố một mình nữa hay không. Vậy xin Ngài, con đã trong tình huống khó tự vệ và không an toàn rồi. Cho nên xin Ngài, nếu Ngài phải trừng phạt vì nghiệp thế gian, xin hãy trừng phạt con để nhân loại có thể được tịnh hóa và trong sạch. Xin cảm ơn Thượng Đế của con. Xin cảm ơn Ngài. Con rất biết ơn cho bất cứ gì Ngài làm. Nhưng xin tha thứ cho con người và những chúng sinh khác. Xin Ngài hãy tha thứ và khiến cho họ khai ngộ, làm cho họ khai ngộ, làm cho họ hiểu, làm cho họ biết đến Ngài và thương yêu Ngài. Amen. Supreme Master Ching Hai, vegan, is a world-renowned spiritual teacher, humanitarian, and artist. To learn more about her compassionate life and teachings, please visit suprememastertv.com/master.